chồng Mỹ Nhi xin chào ông bà, cô chú bác và anh chị em thân mến nha. Chào cả nhà, chào mọi người. Rồi bây giờ á, nãy giờ tụi em vòng chứ. Review cho các anh chị chú bác xem. Đó. Thì bây giờ á, đôi bụng rồi các anh chị chú bác. Thì bây giờ em mua bánh mì. Bánh mì Mỹ ngon lắm quý vị ơi. Đây thơm quá. Thơm quá trời thơm. Nó mời cả nhà ăn ha, mời các anh chị chú bác ăn. Ăn chung. Trong đây á, một hộp như vậy là có hai cái bánh mì và những cái bánh chip nữa. Ổ bánh mì. Qua wow, các loại hai. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Chip. Có chip. Wow, ngon quá. Chai của em. Thank you. Thank you. Thank you. Miss Pinit. Miss Princess. Ok, thank you Miss Princess. You're welcome. Đó. Wow, bánh mì nè các anh chị chú bác xem không ha. Đó. Coca. Bánh mì Mỹ á. Đó, nó có mayonnaise ở trong đó đầy đủ hết rồi. Ngon lắm. What's your favorite chicken? Oh, barbecue chicken. Chicken. Oh my god. Ngon quá các anh chị chú bác ơi. Ngon. Ngon quá. Ngon quá xả ha. Ngon dữ quá. Đang đói bụng luôn á. Đói quá luôn. Ngon quá. Thấy cái quả nó đẹp lắm, cảnh. Không, thấy cái quả là mình gọi ra mấy. Cô ở đây rồi, cô Mỹ trắng. Mấy cạo quả. Còn giòn cũng phải quá trời cạo. Ngon, đẹp quá ha. Ngồi là vừa ăn vừa ngắm tàu đã thiệt á. Đẹp lắm. Cảnh San Phan đi đâu cũng đẹp á. Nhiều cảnh đẹp quá. San Phan lớn lắm. Từ từ mình quay cho các anh chị với bác xem. Ngon quá hời. Bánh mì thơm quá. Ngon quá, ngon quá rồi. Tàu đang chạy quá trời nhiều luôn, khách du lịch không á. Đông lắm, cái này nãy quay đông người quá bữa nay. Trời ơi, thanh xăng khách du lịch ta đi đông lắm anh ơi. Anh biết tại sao ta thích đi chọn cái khách điểm du lịch ở bên Thanh Phan không? Nhiều không? Thứ nhất là khí hậu nó mát mẻ. Đúng. Đi lên đi chơi mình vừa khỏe nữa phải không? Thích cảnh đẹp nữa nè. Rồi á, bên này á là khu bên Thanh Phan này á rất nhiều. Wow. Khách chọn. Thì lạnh. Hồi nãy chưa ăn thì lạnh, bây giờ ăn rồi nóng không? Bánh mì này mua tại khu du lịch điểm này luôn quý vị. Ngon lắm. Ngon lắm.
vừa ăn vừa uống. Ừ, thân thương. Đó, vừa tâm thân thương. Ừ. Quá ngon á. Anh chị chú bác, nó mì quá ngon. Cốc kheo rồi nè. Cái gì? Ồ, có jalapeno nữa nè. Đó. Hay như jalapeno pepper. Có mayonnaise nữa nè. Quá ngon luôn. Ở đây barbecue được nữa. Reserve bà. Ở đây nhiều nữa bao nhiêu? Em nghĩ hả? Ừ. Chắc cũng hết mà ăn hơi chậm thôi. Ừ. Ngon quá. Con dịch le le á, tới ngày á anh. Ừ. Tới ngày lên kiếm chuyện hoài à. Ừ. Làm như nó thích nhục lắm hay sao á. Làm được vậy. Ừ. Nó lên nó chửi. Nó lên chửi người ta cũng chửi lại nó. Đúng rồi. Đúng không? Mà nó chửi người ta 1 lít, người ta sẽ chửi nó lại 10 lít. Đúng rồi. Ý nghĩa sẽ cho nó 10 lít. Đó. Lên đi. Có ngon nó lên mặt chửi rồi mới hay. Ok. Là vậy thôi. Ngon giờ ngon lên mặt chửi. Ừ. Đừng núp như chó vậy á. Chó núp vậy á, thấy không? Ừ. Nó còn dơ hơn mấy hả? Ủa anh đi chó dại anh đi vậy đó anh. Nó còn dơ hơn bên kia tụi nó nữa, chó dại anh đi nữa. Đúng rồi. Thấy không? Chó dại anh đi đó, vậy mà nó còn lên mặt nữa đó. Còn này chó này chó quang, chó dơ, chó dưỡng á. Giật chồng người ta, cái phụ nữ mà đi giật chồng người ta là hết tài. Ừ. Mà thí dụ mà tiểu tam trà xanh á, mấy cái đó người vợ người ta không có bị bệnh á anh, cũng không nói đúng không. Cái người vợ á của người ta đang bị bệnh mà đi vô chen chân vô lấy chồng người ta, tội nghiệp cái người nằm liệt giường phải không. Bởi vì người nó quá ác lắm, nhưng mà nó nói mạnh thường quân trời á, nó cho không, bởi vì bốn đứa con làm vậy. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi, nó làm chuyện ác không á, bởi vì người ta một nhà anh, người ta một nhà thí dụ có một người thôi đúng không, một người con bị vậy thôi. Ừ, đúng. Là cái đó không gì, còn cái này á, liên tục luôn, có bốn đứa luôn, bốn đứa con mà bị hết bốn đứa luôn. Là tại vì nó làm cái chuyện xấu, chuyện ác nhiều quá. Ừ. Hồi trước em nghe thằng nói sao biết không? Trước á anh, em nghe thằng nói á biết sao không? Con Lê Lê á, nó kể thằng nghe sau này á, nó sẽ đi á tu, kiểu như là nó sẽ đi chùa á tu á. Ừ. Thầy sư kêu nó đi tu đi á. Ừ. Đi tu tâm rồi nọ, đi tu á không? Ừ. Tích đức lại, làm phước lại á, tích đức lại chứ là đi tu lại làm phước, coi như là đừng có cái tâm của nó đừng có phải thiện xuống. Cái tâm nó phải chuyển xuống, đừng có kiểu như mà làm chuyện ác quá, đừng có làm chuyện ác nữa. Nó phải tu.
con này nó mỏng tu rồi, con này nửa tương lai của nó, em cũng nghĩ nó là cũng là nó cũng bạch ba lơn luôn á. Đẹp quá, cảnh đẹp quá trời đẹp ha quý vị, đẹp quá anh ha. Thấy ngon quá tuyệt vời. Mấy con ong á, trời ơi, vui theo luôn á. Ông á, ông nó phun bị kích quá. Nó không? Trời. Hãy mang có một nửa ổ là em no rồi đó. Có bún luôn, có cái bánh mì to rồi mà. ngon quá nó cũng ăn. Thấy thơm quá đi theo. Nó mờ. Oh my god, come on. Oh, yeah. Yeah. Ừ. Đi theo. Trời ơi, em đi theo anh hoài luôn á. Ngon quá mà ổn nè. Rồi. Để em quay qua hướng này cho ông bà cô chú bác xem nữa nè. Đó, đẹp quá ha. Đó, có lò nướng barbecue nữa đó quý vị. Thấy không? Chào tạm biệt ông bà con chú bác anh chị em nha. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo sau. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, luôn bình an nha. Thank you. Bye bye.